bây giờ giây phút mà quý vị đã mong đợi, phần trình diễn của các danh hài Vân Sơn, Lê Quỳnh và Kiều Anh. Di động xin kính chào toàn thể quý vị khán giả. Chuối hộp, chuối lửa và chuối bơm xin kính chào quý vị. Không phải, không phải. Đến giữa là cây chuối thôi, còn hai thằng hai bên là hai cái đọt chuối. Dạ con, cái thằng bên kia là trái chuối già. Được, sau cái cuốn Ok, sau cuốn Vân Sơn 43 in Atlanta thì hầu như mọi người đều yêu thích cái lối diễn ứng xử mà anh em lên sân khấu bất ngờ đối đáp với nhau. Có người hỏi là, anh Việt Thảo ơi, cái đó là mình chuẩn bị kịch bản trước hay là bất ngờ? Tôi trả lời kịch bản trước cũng không đúng, mà bất ngờ cũng không đúng là như thế này. Chẳng hạn ngày hôm nay, tôi chỉ báo cho Lê Quỳnh, Kiều Quanh và Dân Sơn biết sẽ có diễn ứng xử. Đề tài không nói, lên sân khấu nói. Đó, như không? Vậy có báo trước mà không có chuẩn bị trước, tức là không có kịch bản. Bây giờ, lối ứng xử kỳ rồi khác, bây giờ diễn theo lối khác. Bây giờ chúng tôi chia nhân vật. Và có người làm diễn viên, có người làm prop. Diễn viên là người diễn, prop là sao? Prop là đạo cụ. Thí dụ trên sân khấu những cái treo như thế này là prop. Người diễn viên diễn, thí dụ nói là hai người đó đang diễn cái cảnh uống rượu, thì cái người làm prop phải làm cái bàn, hay là làm chai rượu, làm cái ly. Hoặc là hai người kia nói là hai người đang diễn cảnh trên đồng quê, thì người kia làm con trâu, con bò, cái cài gì đó. Rồi, bây giờ ready chưa? Khi nào mà là action được diễn, trước hết là phân chia vai vế diễn viên và prop. Lần này đầu tiên mời Kiều Anh và Dân Sơn là cặp tình nhân. Nhìn mặt uống nó hết nổi rồi. Trang này chuyên môn ôm vợ không à? Đấy, vợ ai, vợ ai, vợ à, tôi ôm tôi khoái à. Em với anh đâu có thù hằn gì đâu mà sao cứ anh chia rẽ vợ chồng em hoài anh Thảo. Chia rẽ vậy tao kêu Dân Sơn ôm vợ mày chứ tao đâu có ôm được tự tao. Bây giờ như vậy, Lê Quỳnh làm prop. Prop là sao? Khi mà Dân Sơn và Kiều Quanh diễn cái gì thì Lê Quỳnh phải làm cái đó. Hiểu rồi. Cảnh một bãi biển thơ mộng, gió thổi dập dìu, sóng biển bao la bát ngát. Đôi cặp tình nhân đi trên bãi biển muốn diễn gì diễn. Stand by. Ready? Yes. Action. Làm biển dễ, biển nè. Trời ơi. Trời ơi, biển ấy giống một con chim bay gãy cánh nữa à. Em ơi. Anh ơi. Mới yêu nhau lãng mạn lắm ấy, lúc đó em còn trẻ lắm á. Anh ơi, biển đẹp quá anh ơi. Em thích biển lắm á. Em thích sóng biển tung tăng tung tăng. Biển đùa với chân em. Biển đùa với chân em. Em thích quá đi à. Biển nhảy với chân em. Biển lòn dưới chân, biển đánh. Hai cặp tình văn văn nè. Cái gì vậy? Tự nhiên là sóng biển đánh, sóng biển nó lòn vô chân nó đánh. Trời ơi, sóng biển này nó nhẹ nhàng, ông nội ơi, ông đánh giống như bão tố, cuồng phong nổi lên vậy thôi ớt à. Vô em thôi. Ơi, em ơi, dạ. em đừng có chơi dưới nước biển mà nó lòn dưới chân mình á, mình dạ. Nhột dữ lắm. Em hiểu. Ê, em ơi. Gì nữa? Em có chân. Có chân vậy? Có chân có con chó. Con chó. Làm chó. Làm chó. Prop là phải làm. Này chơi hơi nặng nè. Giác quá anh Thảo. Không phải anh à, cái đó Dân Sơn à. Không sao đâu, con chó cũng có nhiều loại chó đẹp làm chó kiện ấy. Kiện, chó không được, dễ, không có gì hết. Trời ơi. Cái cha sống lâu quá đâu có thấy giống dữ vậy trời. Ê, làm gì vậy? Nó thấy cái mặt cái thằng dẫn con đào đi trên bãi biển thấy ghét quá, nó lợi nó ị vô đầu cái chú mặt. Trời ơi, hèn chi cái mặt ổng hồi nãy căng thẳng, cái vừa xong cái mặt cái thẳng cái mặt rồi rối à. Người ta gọi cái này là khi đi vội vã mà khi về ung dung. Em ơi, em coi coi chừng. Có chừng gì? Em coi chừng em đạp cái cục phân chó. Làm chắc tôi ngồi diễn đi. Làm cục phân chó. Thôi à, bắt tôi làm con chó là tôi hết ga rồi. Bây giờ bắt tôi làm cái đó không được à. Nói nghe, bởi nãy trong tôi dặn rồi. Cái chuyện tình cảm riêng tư tôi giấu ở trong kia đi. Tự nhiên rồi ra trả thù chi đó. Tự mình hại mình, gậy ông đập lưng ông liệt đứt cái ị ra chi rồi bây giờ xong làm cái chó. Khách, không được bàn chuyện riêng. Không được bàn chuyện riêng, diễn tiếp, diễn tiếp. Lẹ, làm. Dạ. Làm sao làm? Mấy năm một cục một chồng gió rồi mày đâm đi.
đạp lên. Ông làm trước đi. Ông làm trước mà giống ông rộng làm. Anh làm trước cho tôi bắt thôi, trước thôi, đi. Thôi bây giờ đừng có thôi đừng có trả thù riêng anh Thảo la giùm em. Nói chung là bây giờ trên biển có cái gì đẹp đẽ nhất đi để làm cảnh rồi cho quý vị coi đó. Là nghệ thuật biển mà tự nhiên cái có mấy cái vụ đó thì ghê quá. Giờ làm gì? Giờ biển là thường thường biển Nha Trang này nọ nó có cây dừa, tôi làm cây dừa. Trời ơi, cái bà dừa sao cái mặt nó héo queo vậy trời, chứ hết à. Dừa, mày làm dừa phải không? Được, dừa dạ. Tao chơi theo dừa. Em ơi, dạ. Đi bộ mỏi chân quá. Dạ. Đằng kia có cái gốc dừa kìa. Ừ. Hai đứa mình ở đó ngồi tâm tình chơi em ha. Dạ dạ dạ, em nghe gì anh. Trời ơi, cây dừa sao nó liếc thấy ghê quá. Ngồi dưới kia. Ngồi dừa cho anh rồi đó. Em ơi. À, dạ. Hồi nãy giờ em có đi coi cine không vậy? Em có coi cinema đó. Anh thiếu chữ ma. coi phim đó, coi phim đó. Đó là phim đó. Là cinema đó. Vậy em có coi cái bộ phim mà Nụ Hôn Thần Chết chưa? Chưa, em chưa có coi Nụ Hôn Thần Chết. Mà cái gì lại đó thì ghê lắm. Em coi phim khác đi. À, không, phim đó hay lắm, để em kể anh nghe nha. À, kể đi. À, cái phim đó đang vậy nè. Dạ. Mở màn ra ha. Cái có cái thằng đó đó, nó dắt con nhỏ đi trên bãi biển. Cái nó cũng lại gốc dừa nó ngồi giống như nè. Cái thằng đó bắt đầu nó dở trò ra, nó thọt tay qua nhỏ này, nó ôm nhỏ này vô lòng ha. Rồi bắt đầu nó kéo mặt cái này nó hôn. Sao làm dừa quýnh tao mày? Tao đâu có quýnh. Chứ mày quýnh rõ ràng á. Nè mày thấy gió biển nó thổi nó mạnh quá, cái tàu dừa nó rụng. Nè tàu dừa rụng đó. À, được hợp lý canh dừa gãy hợp lý. Em ơi ngồi xuống tâm tình đi chưa? Dạ, canh dừa gãy không sao hết, anh ngồi kế em mà trời đánh anh chết anh cũng chịu mà không sao. Em ơi nói nghe nè, nhột. Em biết mà nhột sao, thèm thịt người lắm mà. Mày có chừng canh dừa bên này nó gãy nữa đó mày. Nói nghe nè. Mày làm một hồi bảo mà nó thổi nguyên một cây dừa nó trong cốc nó gã chúng mày, mày đừng có nói sao xui nha. Nó kệ mẹ nó ngã gì nó ngã, biết tôi cắt. Trời ơi tôi muốn chóc gốc quá à. Bà mẹ đó. Nói nghe nha. Dạ. Ngồi nãy giờ nói chuyện đi chơi nãy giờ em có khát nước không vậy? Em khát nước lắm á. Khát nước hả? Dạ. Vậy giờ anh kiếm nước cho em uống nha. Em cảm ơn anh, em thích uống nước lắm á. Uống nước gì? Uống em muốn cái gì cũng được miễn có nước là uống. À được rồi. Vậy ấy giờ anh kiếm nước dừa cho em uống nha. Để anh leo cái dừa, anh hái trái dừa cho em uống nước. Mày rụng tàu dừa không? Mày rụng tàu dừa không? Bắt đầu nha, tao leo dừa nè. Tao leo dừa tao kiếm trái tao hái. Tao leo cây dừa. Tao kiếm trái. Chết. Trời ơi, cảm ơn Thảo nhiều. Trời ơi, anh mà kêu thích bà chậm chút xíu là cặp dừa giống em nó tiêu mẹ nó rồi. Đổi chuyện cảnh. Chuyện đội viên viên. Đội viên viên. Bây giờ anh lại mặt mày thấy hiền mà ác ghê, trong lòng ác quá. Bây giờ Kiều Anh và Lê Quỳnh trở lại làm đôi vợ chồng. Vậy đi. Ta vợ chồng thiệt mà ta diễn cho nè, diễn hết sảy luôn, diễn là thiệt. Dân Sơn làm prop. Ok. Cảnh cũng trên bãi biển. Đôi vợ chồng đi chơi trên biển, muốn làm gì thì làm. Chuẩn bị. Ready. Action. Mình đi trên biển. Mày chết ông nội mày rồi con. Hai vợ chồng tao thiệt nè mày. Mình đi chơi nghe em. Dạ, anh ơi em thích biển á, anh có cái gì lạ lạ đưa cho em, cho em lên đi được không? Đi tắm mà thường rồi. Đúng ha rồi. Đừng tắm nữa. Đúng rồi. Bây giờ anh thấy vậy nè, mình đi biển, mình đi, mình muốn jet ski mình chạy đi. Jet ski mày. Jet ski đó, jet ski nè, nó sẵn sàng làm jet ski cho mày luôn nè. Ôi. Jet ski. Trời ơi, cái này nước này không? Chiếc jet ski này đi giống con rái cá ghê à. Chiếc jet ski này đã quá em ơi. Anh nói cưng nghe nha. Dạ. Bây giờ là trước khi mình chạy ra biển mình phải check con nó maintenance đầy đủ không, thôi chạy ra lỡ nó tắt máy giữa biển là chết mình. Đúng rồi. Để anh check trước nha. Đúng rồi. Trời ơi,
cái bình xăng nó ngon quá. Thử cái bình xăng. Dí trời ơi, cái niệm này hình như niệm đôi nè, dày quá. Nó leo lên cởi à, nãy mày hái dừa hả mày? Con uống nước biển nè, mày uống mày, uống nước biển. Ngon quá. Em ơi, dạ. Bây giờ anh chắc xong rồi. Cái jet ski này chạy ngon lắm. Bây giờ cưng leo lên ngồi trước đi, anh ngồi phía sau anh Vịnh. À, chị chắc ơi, tao lên đó nha mày. Nghe chị chắc ơi, tao lên đó nha. Tự nhiên mày nằm mày đang lật mày lên mày. Bây giờ tao cái tần số nó ấy vậy, sao vợ tao ngồi mày? Tại giờ nãy giờ mày đá mày đạp quá nó lụng rồi, lụng cái kia lật sữa nha. Đó bây giờ nè, lái đi đó. Nè cần lái nè, lái đi. Mày đưa vợ mày lên đi lái. Ủa sao không lên? Mày đưa lái đi. 9 tháng 10 ngày sau nó không đẻ tao con mày luôn á. Thấy là gài cỡ nào tôi cũng gài ngược lại đó đó, đẹp chưa? Hết, đổi đổi cảnh, đổi diễn viên, đổi prop. Lần này Dân Sơn và Lê Quỳnh là đôi bạn thân. Trời ơi. Này em thân nó không nổi đâu anh ơi. Thân chứ tao thân mày dữ lắm luôn. Rồi kệ kệ kệ, ráng gồng thân với nàng bữa coi. Lê Quỳnh và Dân Sơn diễn gì diễn, Kiều Quanh phải làm prop. Bây giờ đổi, không diễn ở ngoài biển. Đúng rồi, đừng làm ngoài biển. Chuyển vào thành phố. Yeah. Vô luôn tuốt trong casino. Vô tới Foxwood. Hên quá, hên quá. Đổi cảnh này chứ ngoài bãi biển mà tự nhiên kêu tôi làm cái phao hai người nó luôn. Ôi, em gặp lại. Chuẩn bị. Cảnh casino. Casino ở Foxwood. Rồi, em làm tốt. Đôi bạn thân, Dân Sơn, Lê Quỳnh. Bắt đầu. Stand by. Ready. Action. Yeah. Ê, trời ơi, đã quá mày ơi. Em chi em. Bóng đèn nhiều quá, bóng đèn nhiều quá. Ê, sao? Tao nhớ cái bóng này hồi tuần rồi tao thay cho nó nè. Đổ rồi. Không thiệt. Tao thua đó, nó lấy tiền tao thay đó. À vậy hả? Bây giờ nói nghe nè. Mình chưa xong bài, mình kiếm bia mình uống trước đi. Bia. Ê, chủ bán bia của Ghệ nó bán bia tướng ngon lắm. Bia đã mấy đứa Mỹ đen bia. Uống bia. Không, vô casino uống bia không được. Tinh thần nó không có vững chắc. Uống bia thua chết luôn. Không phải, uống bia tướng Ghệ này đẹp lắm. Rồi cái bia uống. Thôi nhìn tướng nó muốn xỉn rồi mày ơi. Thôi đâu. Chứ sao? Thôi vậy đi đến bài đi. Đến bài hả? Vô blackjack đi. Xong blackjack có Ghệ chi bài ngon lắm. Nhìn tướng Ghệ này thấy quắc mẹ nó rồi. Quýnh gì nổi quýnh. Không, tao muốn kéo quýnh bài. Tao khoái à, chơi máy à. Kéo máy hả? À? Kéo máy. Cũng được, không sao. Bây giờ máy hình đồ đã lắm, tao khoái kéo máy à. Kéo máy à? Làm máy không có sao. Ê. Làm cái máy nghe, không phải cung tay chuẩn bị quýnh tay nha. Bởi vì nó chơi máy điều mà không biết cái này, cái cần số để kéo đó. À, cái cần kéo. Không, cái cần kéo nằm bên kia kìa. Nhưng mà cái máy này từ tế biến cho nên tao muốn nằm đâu tao nằm. Tao mỏi thì tao nằm bên kia. À, mấy mới à, nó thấy cái mặt mày gian quá, cái cần nó đổi bên kia. Đây tao thuận tay này. À, được, mấy mới thôi, coi thôi à. Yeah. Cái máy này cái hình dữ hen. Rõ nấy không? Rõ nấy không? Sống động hả? Úi cha. Làm gì mày? Làm gì vậy? Mày làm gì mày ra mày hử gì vậy mày? Máy mới mà, tao phải coi coi nó ngon không tao mới chơi chứ. Tao phải muốn chơi. Nó nói đúng á, tại vì nó cũng phải coi, nó bỏ tiền vô thì nó phải coi ngon nó mới chơi chứ, để xứng đáng đồng tiền bát gạo chứ mày hiểu không? Kệ nó đi, không sao đâu. Để tao coi lại cái nghe. Nãy bắt đầu tới đây nè. Úi trời, chỗ này được nè. Không á, cái gì được ông nội? Tao kiếm cái lỗ. Cái lỗ đâu ở dưới mà mày kiếm mày. Cái lỗ đút tiền vô chứ chỗ nào đút tiền, máy mới tao không biết. À hiểu. Trời ơi, tôi là cái máy, ông muốn kiếm cái lỗ đút tiền thì ông nói với tôi, tại vì tôi nhiều lỗ lắm, hiểu không? Thiệt, nó chân thành lắm. Lỗ nào? Nó nuốt dữ lắm hả? Lỗ nào, lỗ tiền đâu? Hai cái lỗ tai đây nè đó. Đây nè ông nào, đây đèn lỗ, đây lỗ, đây nè. Được, nè đó, nguyên tờ giấy 100 mới tinh luôn nè, đút vô nè. Ủa, con tén, máy đã nuốt tiền. Nước tiền à? Dạ. Giờ bắt đầu chơi nè.
gì nữa hả? Thằng này làm dưới nhà nó có mày ra cái gì ở dưới đó mày? Tôi kiếm cái nút bấm. Cái nút nào? Tôi có cái nút bấm được chứ, nút nào bấm? Trời ơi, tao biết rồi. Gì? Tôi là cái máy nè, ông muốn kiếm cái nút ông bấm thì ông nói tôi chỉ cho nút ông bấm. À, nút nào, nút nào? Có cái nút nó bấm ông trúng xác bót. Còn nhiều khi bấm lộn nút nó kêu như alarm hết rồi. Nổi mũi. Này nè, ông nội, thấy cái nút nó lồi ra không? Được. Lỗ mũi chơi lỗ mũi, nó đâu có sao nè. Bắt đầu bỏ tiền vô bấm nè. Con tén. Chung. Chật. Chật. Mày bấm dở quá, chật lắm. Sao? Trăm lần mà chơi cái thứ hai nè. À. Maximum luôn. Con tén. Mày đã hết tiền. Cái máy này đút tiền lẹ quá. Mày chơi ăn gian vậy? 112 cái hết tiền à? Máy này, máy xịn rồi mày. Máy này thuộc quỷ mà tôi nút. Để tao. Để tao rồi. 12 cái thôi. Hay chầm nha. Nè, nhét vô nè. Con tén. Anh đang đút tiền ha. À, máy đã nhận tiền của thằng bên trái. Ê, cái này máy nhà nghe, chúng chắc bót nha. Máy nhà bấm nhẹ coi chúng cũng chúng chắc bót nha. À. Chắc bót. Con tén. Chung. Chật luôn rồi. Gì kỳ vậy? Máy nhà cũng giật. Thằng nào tao cũng nút như nhá. Tiền ai chơi mày. Mấy lần đi shopping mày đâu có cho. Tao bấm. Ê mà tao quên tao hỏi. Cái máy này á là cái máy nàng tiên nè. Đó. Tao nhớ máy nàng tiên chơi hồi nó ra cái gì đó. Chatbot đó là ra một bầy dơi lận, phải không? Trời ơi, máy nào mày ra bầy dơi ông nội. Cái máy này tao rành lắm, tao chơi mỗi ngày nè. Trời ơi, cái máy này mà bữa nào mà dữ dằn lắm á tao trúng chatbot là nó ra nguyên con chim đại bàng mày ơi. Được rồi. Cái máy là máy chung, tự nhiên nó máy nhà. Không được, cái đó không được, bỏ. Rồi, cũng diễn ứng xử. Bây giờ đổi hết, đổi cảnh, đổi diễn viên. Không ai làm prop hết. Đổi khung cảnh từ bãi biển vô thành phố, bỏ hết trở về khung cảnh với quê hương Việt Nam. Từ hồi nhỏ, ai không qua cái thời niên thiếu, ai không có những cái kỷ niệm. Ba người, Lê Quỳnh, Kiều Oanh, Dân Sơn, nhớ nhất kỷ niệm nào của mình thời niên thiếu? Diễn không được nói, và để mọi người hiểu coi cái đó là kỷ niệm nào. Không được nói. Có nghĩa là diễn câm đó. À, diễn câm mà không được nói để cho tất cả khán giả hiểu. Này lớn nó câm trước đi. Tôi diễn cái này là anh với lại mấy anh chị đây, bà con cô bác đây nhìn thấy là biết liền. Coi nha. Thấy rồi. À, biết rồi, cái giò mà quẹo quẹo gì nó đi lính. Đúng rồi, đi lính. Không phải thì mình lính đi, tự nhiên là trả lời không nói gì. Đó, mày cắm cờ rõ ràng. Cắm cái cờ xuống. Đó, thấy không? Hứa gì hứa, cãi gì. Treo cờ lên. Đó, treo dây xuống đó, thấy không? Móc dây đàng hoàng đó. Ê, chà, đó, thấy rồi, không? Đó. Mày trong cái dây nó có cái đinh, nó chọt cái xong là đau rồi. Hứa gì mà hứa. Dây cước, nó cứa, đứt tay. Chết cha, nó bị phong đồng gánh giật con ngón một à. Đó, thấy không? Ô, máu. Đó, máu chảy nhiều quá, nó không bỏ uống, nó nút lại luôn à. Nút máu. Thương quá, thấy không? Gì nữa? À, có nghĩa là thảy đinh đi rồi, đó. Mới lấy cái cờ lên. Kéo cờ lên. Đó. Cái gì vậy? Thằng này nó làm gì ta? Không lẽ nó thẻ dây nó bắt ngựa? À, đó. Rồi. Trời ơi, mẹ kinh phong phong gánh giật hết toàn thân hết rồi. Trời ơi, đúng không? Không phải. Chứ ông làm gì? Trời, tôi đi câu cá bà ơi. Trời ơi. Câu cá gì kỳ vậy? Tôi đi cầm cần câu là đi câu cá nè, đó. Nè, cầm cái lưỡi câu nữa, lưỡi câu nó móc nè, chảy máu nè. Bắt con trùng lên nè, móc vô nè, bắt đầu nè. Quăng nè. Quăng như nè, lưỡi câu móc mẹ đứt quần. Giật cái bạc. Trời ơi. Rồi, hiểu rồi. Hay, tới em. Tới em nha. Câm nha. Rồi, biết rồi. Hồi nhỏ đi quýnh lộn mướn nè. Rồi, biết rồi. Con nhỏ này hồi nhỏ làm vũ nữ. Trời ơi, nó khoe ngực nữa. Trời ơi, ngực khoe. Khiêu gợi, vũ nữ chắc luôn. Rồi. Không biết làm gì á. Vũ nữ. Này làm gái là chắc. Trời ơi. Ở
mấy ông này tưởng tượng ta làm vậy mà chú nữ. Ta nói ở dưới quê tôi nghèo lắm ông ơi, một ngày tôi cài tới ba chớp lận. Cái vụ này nè, đó là săn quần bắt ốc mò cua đó, đó hiểu không? Đó săn quần bắt ốc mò cua xong rồi buổi trưa về đó, tôi phải đi xe bột đó, tôi xe bột đó để tôi làm bánh xèo bánh khọt tôi bưng đi bán rồi đó, khổ lắm. Đó xong vậy nè hiểu không? Này là gì? Cái này nè, cái này là chiều tôi phải làm cô lấy đò đưa khách sang sông, thấy không? Đó tôi chèo đó, tôi chèo đó. Rồi, tụi em ha. À. Làm gì? Trời ơi, gì đơn vậy? Chạy! Trời ơi, gì vậy? Nhớ kỷ niệm gì ghê vậy? Ê! À, hiểu rồi. Cái thằng này nè, nó ăn thịt ớt ở dưới quê á. Ừ. Nó ăn lộn con cóc. Rồi bây giờ nó giật có mỗi chỗ vậy thôi. Không phải. Chứ gì? Nó nhậu xỉn, nó nằm ngoài đường. À. Xe bò cán ngang bụng đó. Trời ơi, ghê vậy phải không? Phải vậy không? Gì? Ê, nó khóc. Sao vậy? Sao mày khóc? Sao em khóc? Không phải thịt cóc cũng không phải xe cán đâu. Gì chứ tại sao con khóc? Tại tôi nhớ má tôi đánh đòn tôi cho nên tôi khóc. Trời ơi, cái thay bi lớn vậy mà má quýnh đòn bộ đau dữ lắm sao khóc? À. Không phải. Chứ sao? Tại vì má tôi quýnh đòn tôi không đau tôi mới khóc đó. Tôi nhớ lại lúc đó, tại má tôi bà yếu quá rồi, bà cầm cây roi bà đánh mà bà đánh đâu có nổi. Bản thân
đã bao năm cùng với những buồn vui. Ngày ra đi tôi chỉ mang theo niềm thương, bỗng lại tuổi thơ buổi trưa nắng hè cùng với tiếng mẹ ru. Ngày ra đi tôi chỉ mang theo nỗi nhớ, bỏ điều dân ca, bỏ quên câu hò và tiếng hát ngày xưa. Ngày ra đi tôi chỉ mang theo nỗi nhớ, bỏ lại ngô khoai, bỏ quên ánh đèn và những tối chờ trăng. Ngày ra đi tôi chỉ mang theo niềm thương, bỏ chị bỏ anh đã bao năm cùng dãi nắng dầm mưa. Ngày ra đi tôi chỉ mang theo niềm thương, bỏ mẹ già nuôi, bỏ cha mọi mòn cùng năm tháng chờ mong.